À, nhiều thứ mình giới thiệu quá mình quên giới thiệu nước. Mình phải có một hộp bột á, là mình có 90 ml nước. Ở đây mình làm hai hộp bột thì ở đây mình có 175 ml nước. Đáng lẽ 180 nhưng mà mình á, thì mình cẩn thận mình chỉ làm 175, nếu mà nó hơi khô thì mình bỏ thêm vô ha. Chứ mình để làm nhão thì mình mất công. Thì bây giờ trước tiên á, thì mình có ở đây hai khớp bột mà bột mì đa dụng á, mình sẽ cho vào đây nha. Đó. Rồi á, mình cho vô đây á là cái bột men bánh mì nè. Bột nổi đó mình cho vô đây 2 muỗng cà phê mình cho thẳng vô đây luôn nha. Mình không có cần phải pha gì hết, mình cứ cho thẳng vô đây 2 muỗng cà phê men bột nổi bánh mì ha. Rồi á, mình thích cho đường thì mình cho, mình thì Hằng sẽ cho vô đây 1 tí đường thôi, tí đường vô đây đó. Cái bánh pizza này á, mình làm ở nhà ăn á, thì nó ít mặn hơn. Đôi lúc á, ông xã mình ra Costco mua cho mấy đứa nhỏ ăn á, tại vì nó thích ăn. Mình thấy nó mặn quá. Tại người ta để đông lạnh thì dĩ nhiên nó phải mặn thì người ta mới để lâu được. Rồi mình cho vô đây 1 tí muối nha, tí muối thôi đó, mình cho vô đây tí muối. Mấy đứa nhỏ nó ăn nó thích lắm luôn, nó nói mẹ ơi ngon quá mẹ ơi. Nó đòi ăn mỗi ngày, mình nói không được, lâu lâu mới ăn, không có ăn hoài. Rồi mình cho vô đây 2 muỗng canh dầu, dầu bình thường thôi đó, mình cho vô đây 2 muỗng canh dầu nha. Đó, đó là tất cả các nguyên liệu để làm bột nè. Bây giờ mình cho nước vô, mình cho nước vô đây 175 ml nước mình cho vô đây ha. Rồi mình quậy đều lên, đơn giản không. Cái đế của cái pizza là như vậy thôi. Mình thấy có nhiều công thức á làm mà rất là rườm rà ha, rồi phải để bao nhiêu lâu, cho nên mình thấy mình mấy đứa nhỏ mình muốn ăn nhưng mà mình thấy ngại làm quá. Sao mà để mấy tiếng đồng hồ, chứ là mình không có thì giờ đó nên mình ngại mình không làm. Nhưng mà sau khi mình biết được cái công thức này rồi á thì mình thấy dễ làm quá. Tại sao mình không ở nhà làm cho con mình ăn, thì mình hy vọng mình chia sẻ công thức này cho các mẹ ha, có các cháu ở nhà mà chắc cũng giống như con của Hằng Kali gì đó, thích ăn pizza ghê. Nếu mình muốn cho các cháu ăn thêm rau quả vô thì mình có thể bỏ bắp vô trong cái bánh luôn cho mấy đứa nhỏ nó ăn, cho nó có rau quả ha. Bây giờ mình đem mình nhồi như thế này nè, nó mình không còn nhồi nhiều đâu, chỉ nhồi sơ sơ như thế này thôi đó. Mình thấy 175 ml lít nước là vừa rồi đó các bạn. Mình thà mình bỏ ít mà nó vừa, nếu thiếu thì mình bỏ thêm, mình bỏ nhiều quá đến lúc mình chữa cháy không được, mình phải bỏ thêm bột vô nữa đó. Mình thấy bao nhiêu nước này là vừa rồi, nhưng mà tùy theo nữa, nhiều lúc cái bột của nó cũ quá thì nó cần thêm nước, nhưng mà mình không có nghĩ nó cần thêm nhiều, cho chỉ sơ xích bao nhiêu đó thôi ha. Đó, chỉ cần làm như thế này nè, nhồi đều như thế này là được rồi ha. Đó, rồi xong rồi mình lấy cái bao ni lông mà bọc thực phẩm đó mình che lên, rồi mình để đây khoảng chừng 20 đến 30 phút. Nó cũng không có khác biệt gì lắm đâu, nếu mà mình muốn 20 phút mình đem đi nướng cũng được, mà mình muốn 30 phút mình nướng cũng được, không thành vấn đề đó. Như thế này nha, mình bỏ lại vô trong cái thau á, mình đem vô trong mình để đó. Dễ không, quá dễ luôn, ai làm cũng được hết trơn, một cậu bé 9 tuổi thôi mà cũng làm được đó. Rồi mình sẽ lấy một cái ni lông mình để lên ha, mình che lên thế này cho nó khỏi khô bột của mình nha. Đó, thấy nó ít vậy chứ một hồi mình làm ra hai ổ bánh cũng lớn lắm ạ. À, 5 người ăn cũng đủ đó.
Bây giờ bắt đầu mình cắt mấy cái đồ bổi này ra nha. À, thì mình sẽ cắt mỏng như thế này ha. Một tí thì mình sẽ đem xào sơ đi. Tại vì mình không có muốn để trên mặt của cái bánh mình nướng lâu quá đó, thì nó sẽ làm khô cái đồ mấy cái rau quả của mình, nên mình sẽ xào sơ sơ qua thôi. Mình đừng xào nhiều quá nó sẽ mềm ăn không ngon ha. Thì cái này mình có thể bỏ, tại hôm nay nhà mình không có còn nấm nữa. Nếu mình bỏ cái nấm trắng trắng vô á thì còn ngon hơn nữa. Để mình coi mình hơi nhiều đó, ổ hơi nhiều. Mình sẽ cắt bao nhiêu đây, có mình muốn ăn gì thì mình bỏ lên, nếu mình có nấm thì mình bỏ nấm lên nữa ha. Đó, mình nghĩ là bao nhiêu rau đấy đủ rồi. Rồi mình có cái thịt này nè. Thì mình muốn cắt vuông cũng được, mà mình muốn cắt cho nó như thế này cũng được, tùy cả nhà muốn. Ở nhà mình thích ăn sao thì mình cắt ra như thế ha, dễ dàng không. Cái thịt này nó cũng rất là mềm, dễ ăn cho mấy bé nữa, nên mình chọn cái thịt này ha. Cứ cắt ra, mình thấy làm món này quá dễ luôn đó, mà nó ngon nữa. Đó, mình sẽ cắt một ít cái thịt này ra. Rồi á, mình nghĩ chắc như đây đủ rồi, mình lấy ra hơi nhiều. Rồi mình cho hen. Hấp dẫn quá phải không? Nhiều 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 đồ bổi quá. Mấy em mà thích ăn đồ bổi lắm luôn. Rồi mình sẽ cắt cái này ra dài như thế này ha. Đó. Để bỏ lên trên mặt của cái bánh. À, cái salami thì mình để nguyên vậy, tí xíu mình sẽ bỏ vô ha. Đó. Như thế này nè. Rồi bây giờ đó, mình mới cắt tôm. Tại vì mà Hằng không có muốn cắt tôm trước ha. Cái thớt bây giờ mình cắt mấy cái đồ đó trước, mà cái tôm thì mình cắt sau cùng ha. Hằng thì cái tôm này đã luộc sẵn rồi, nó rất là giòn, nhưng mà mình không biết tại sao cái tôm luộc sẵn á, thì nó người ta có ướp muối hay sao á, nó cũng đã mặn cho nên mình sẽ không ướp muối nha. À, sau khi mình cắt nhỏ như thế này rồi á, mình sẽ cho vô đây một tí dầu ha, và một tí đường. Cái đường nó làm cho cái con tôm mình ăn nó sực sực sực, nó ngon. Nếu mình không có bỏ đường vô á, thì mình ăn con tôm nó dai dai chứ nó không có được sực sực ha. Cho nên mình sẽ cắt cái con tôm này. Mình nghĩ là mình xài nhiều đồ bổi, nhưng mà bây giờ mình thấy nhiều quá, mình lấy ra mỗi thứ một tí mà bây giờ quá trời luôn. Để mình coi mình cắt bao nhiêu đây. Đó, tùm lum lên hết thì bỏ chắc nhiều quá. Chắc mình nghĩ mình chỉ xài khoảng chừng 10 con tôm là đủ rồi. Đó, nếu mà nhà của các bạn mà ăn cái loại tôm nhỏ nhỏ mà nó luộc sẵn rồi đó, cái đó cũng ngon nữa. Tôm mình đã cắt như thế này rồi ha, mình sẽ cho vô đây một tí dầu nha, chừng tí xíu dầu như thế này ha. Rồi mình cho vô đây một tí đường nha, mình sẽ cho vô đây một tí xíu đường để cho con tôm nó trong và nó giòn ha. Rồi mình để vô tủ lạnh nha. Tại vì con tôm á, nếu mình để ở ngoài á, thì nó sẽ bị ương, nó tôm nó mau ương lắm. Mình bỏ vô tủ lạnh nha. Rồi bắt đầu mình đi xào đồ bổi nha. Cái dầu trong chảo bây giờ nó nóng rồi nè. Thì cái pizza này mình xài những cái giống như thịt nè, rồi hem nè. Thì trong này nó có nêm nếm mặn rồi, cho nên mình sẽ không có bỏ thêm cái đồ nêm vô nữa, mình sợ nó mặn đó. Thì bây giờ trước nhất đó là mình sẽ cho tôm vô nha. Mình cho tất cả vô một lần cũng được, không sao hết. Tại vì một tí nữa mình nướng mình bỏ lên trên mặt thì nó cũng sẽ chín nữa. Đó. Rồi mình cho cái này vô. Mình cứ cho tất cả vô. Thì ở nhà các bạn mình thích
nó chín nhiều hay chín ít thì các bạn làm theo ý của mình ha. Ở đây mình không có cho tỏi luôn nha, mình sẽ cho vô đây tỏi bột, mình cho tỏi bột chứ mình không có cho tỏi tươi vô, mình không muốn để một hồi để lên nó cháy nữa, mình chỉ cho tỏi bột cho nó có cái mùi thơm thôi. Rồi mình xào sơ như thế này nè, đó, một tí mình bỏ lên cái miếng xào thôi, thơm ghê. Đó, như thế này nè, quá là ngon luôn, dễ ăn nữa. Cái này hơi bự, mình phải cắt cho nó nhỏ lên, cái bự quá. Đó, này mà có thêm cái nấm trắng trắng bỏ vô là rất là ngon đó các bạn. Mình thấy thơm dễ sợ. Thì mình nướng, thời gian nướng cái pizza là khoảng 18 đến 15 phút ha. Thì mình nướng khoảng 10 phút là mình sẽ cho đồ bổi vô. Mình không có muốn cái đồ bổi để trong cái lò lâu quá nó sẽ cháy, nó không còn ngon nữa ha. Như thế này là được rồi. Tại một tí nữa mình nướng thêm 5 phút nữa là cái này sẽ chín luôn. Mình tắt lửa. Đây là cái lò nướng của mình ha. Bây giờ mình sẽ bật cái nút mình nướng lên. Mình để ở chế độ là 440 nha, 440 độ. Mình sẽ nướng trong vòng 15 đến 18 phút ha. Và mình sẽ nướng hai lửa nha. Mình nướng hai lửa. Đó, cái lò mình chuẩn bị như vậy. Rồi trong lúc cái lò nó để cho nó nóng á, thì bây giờ mình đi cán bột nè. Bây giờ bột được rồi nè, nó ở đây đó. Mình sẽ chia này ra làm đôi nha. Đó, chia làm đôi như thế này nè. Xong rồi á, mình lấy một cái khay, mình để cái giấy lên cái khay này, cái giấy nướng bánh đó. Rồi mình vo cái này tròn trịa lại ha. Rồi mình mới cán mỏng ra nha. Đó, mình làm cho nó dẹp ra trước đi cho nó dễ. Rồi bắt đầu cán mỏng ra. Nếu mình thích ăn mỏng á, thì mình cán mỏng ra nhiều hơn. Còn nếu mình thích ăn dày á, thì mình sẽ cán dày ra. Tùy theo nhà mình muốn thích ăn mỏng hay dày ha. Mà thường thường mỏng thì nó sẽ ngon hơn ha. Mình sẽ cho vô đây tí nước ha, hay là một tí dầu á, để cho nó giữ thì giãn giấy lại cho nó khỏi chạy nha. Bên đây cũng vậy. Mình cho tí bột vô trên này rồi mình cán mỏng ra nha. Mình cho tí nước hay tí bột vô, tí dầu vô trong cái tờ giấy á, thì nó sẽ nằm yên cho mình cán, không mình nó cứ nó khô đó, nó chạy theo mình hoài. Mình cho tí bột vô đây, tí thôi các bạn. Đó, làm mỏng như thế này nè. Mình coi mấy cái kênh mà của Mỹ mà người ta làm pizza đó, mình thấy người ta làm điêu luyện lắm ha. Ta bỏ lên cái tay người ta quay vòng tròn nhìn thấy điêu luyện ghê. Rồi trong cái đầu óc mình nghĩ là ô, làm pizza là mình phải biết làm giống như phải quay giống vậy. Đó, mình cán mỏng ra như thế này ha. Bây giờ mình nướng cho mấy đứa bé của mình trước ăn. Trước ông xã mình thì ổng làm ở nhà đó, thành ra mình nướng sau cho ổng ăn cho nó giòn. Mình lấy một cái nĩa ha, mình lấy một cái nĩa đó, xong rồi mình mới đâm như thế này nè, để cho nó khỏi có bị phồng lên. Đó, mình đâm như thế này nè, cho nó hơi nó ra bớt đi ha. Mình để gần vô cho nhà thấy cho nó dễ nha. Đó, mình đâm như thế này ha. Rồi lúc này á, mình mới cho một tí dầu lên. Lấy cái này, mình cho một tí dầu lên trên này, mình trét lên trên cái pizza của mình khoảng chừng một muỗng canh gì đó.
đó mình cho lên. À, cái lò của mình bên này nó cũng nóng rồi nè, nãy giờ mình bật là bây giờ nó đã nóng rồi đó. Mình cho dầu lên rồi, xong rồi mình mới cho cái sốt cà chua lên đó. Bên này cái lò của mình nó cũng kia tiếp tiếp rồi đó. Đó, mình cho mình cái này mình chia làm hai ha, mình cho lên, mình muốn ăn nhiều thì mình cho nhiều. À, nếu ở nhà mình có chi màu trắng mình cho chi màu trắng lên ha. Còn sắp giống pizza rồi đó. Mình làm ra mình ăn, thường thường mình nấu đồ ăn mình hỏi ông xã mình ăn ngon không, giống như mình nấu mì nấu hủ tiếu vậy đó, mình hỏi ăn ngon không anh, ông nói ăn giống, ăn giống chứ ông không có nói ngon hay dở gì hết, mà nghe ông nói ăn giống là mừng rồi, tức là ăn ăn nó cũng giống như mình, như là mình muốn nấu. Không bao giờ thấy khen hết, toàn là thấy ăn giống, giống mì, ăn giống hủ tiếu. Tức là mình đã đạt tiêu chuẩn rồi đó. Tí nữa mình sẽ hỏi ổng ăn có giống pizza không, chắc là ổng sẽ nói ăn giống quá. Đó, mình rải chi lên. Rồi mình sẽ đem vô trong lò nha. Như thế này được rồi nè. Đó, mình sẽ bỏ vô trong lò, mình để đồng hồ 10 phút rồi mình mới để xà lan mì với là hem lên nha. Không thì nó sẽ bị khô. Đó, mình sẽ để trong lò như thế này ha, mình canh đồng hồ 10 phút ha. Rồi mình sẽ bỏ salami với hem vô, mình nướng thêm 5 phút nữa là xong ha. Trong lúc mà mình nướng cái ổ đó thì bây giờ bắt đầu mình làm cái ổ thứ hai nha. Thì mình làm lại một lần nữa cho các bạn nhìn thấy cho nó rõ ha. Tại nãy mình quay hơi bị xa đó. Mình sẽ banh cái này ra như thế này nè. Đó. Mình banh nó mỏng ra trước đi cho nó có cái hình tròn như mình muốn ha. Đó, cho nó giãn cái bột ra. Đó, rồi mình cán mỏng ra theo ý mình muốn ha. Mình đã cho tí xíu nước vô trong cái tờ giấy nè, cho nó nằm cho mình dễ cán nè. Nó cứ chạy theo mình hoài thôi đó. Đó, cán mỏng ra. Rất là vừa ăn luôn. Mình thích là nó không có muối nè. Thứ nhất, thứ hai là mình nướng đâu thì mình ăn đó nè. Ngon. Mình không có phải mua về mình bỏ vào trong tủ lạnh ha. Không có chỗ. Thường thường ông xã mình hay mua mấy cái mà nhỏ nhỏ vừa đủ một phần ăn cho mấy bé đó. Nhiều lúc nó thích ăn thì cũng cho nó ăn. Nhưng mà mình cũng không muốn cho nó ăn hoài pizza nữa, mà nó thích lắm. Đó, mình sẽ cán mỏng ra nha cả nhà. Cái này mình với ông xã mình ăn nên mình cán mỏng ra. Cán mỏng ra cho nó ngon. Lần đầu tiên ông xã mình làm pizza này cho ông ăn á, ông xã mình ăn chứ mấy đứa nhỏ thì nó mình làm cho nó ăn hoài. Lần đầu tiên mình làm cho ổng ăn nên mình phải làm ngon ngon để mình lấy điểm một chút. Đó, cán mỏng thật là mỏng ra như thế này nè. À, rồi xong rồi mình sẽ lấy một cái nĩa mình xăm vô như thế này cho nó ra bớt bong bóng đi ha. Đó, rồi mình cho lên một tí dầu, chừng một muỗng canh đi đó. Dầu mình chét ra nha. Tại hồi nãy cái brush này mình xài có cà chua nên nó vẫn còn dính không sao, để lên. Xong rồi mình sẽ cho cà chua vô nha. Mình cho hết cà chua vô đi cho nó ngon. Mình còn như đây mình cho hết luôn. Đó, mình cho hết cà chua, mình dàn đều ra như thế này ha. Đó, rồi mình sẽ bỏ vào trong lò nha.
tí xíu nữa rồi mình sẽ quay lại, sau 10 phút mình sẽ quay lại là mình sẽ bỏ mấy cái đồ bổi vô ha. Quá là hấp dẫn luôn. Cái bánh đầu tiên á, sau 5 phút nè. Wow, thấy nó bung ra bự không? Nó nở đẹp ghê luôn đó. Mình đợi tí xíu nữa rồi mình sẽ bỏ salami với hem vô nha. Sau 10 phút nè. Rồi đó, bây giờ mình sẽ cho salami vô nha. Với là salami với là hem vô. Mình không muốn cho sớm á, cho sớm mình sợ nó khét không ngon ha. Thơm lắm luôn, nhìn hấp dẫn quá trời luôn. Đó, hai đứa nhỏ mà ăn cái này á, nó ăn sạch luôn. Đó, rồi mình sẽ cho cái hem luôn. Nếu mà mình muốn cho cháu ăn thêm rau quả thì lúc này mình cũng có thể cho bắp vô cho nó ăn chung luôn. Đó, ngon quá cả nhà ơi, thơm lắm luôn, thấy hấp dẫn quá trời. Đó, mình cho vô đây, cho nó thêm một hai miếng này nữa đi, cái này là bonus, nó thích ngoan thì cho ăn nhiều nhiều tí. Đó, rồi mình bỏ lại vô trong lò thêm 8 phút nữa ha. Đây là cái thứ hai nè, rồi mình bỏ hết mấy cái đồ bổi này lên nha. Chập. Đó, quá ngon luôn. Hai người là ăn dư sức luôn. Đó, mình bỏ như thế này là mình đem ra mình ăn thôi. Bây giờ cũng là 11 giờ mấy rồi, gần 12 giờ rồi. Còn mấy miếng heo mình bỏ vô luôn. Hấp dẫn quá phải không? Ngon quá luôn. Đè xuống cho nó dính xuống nha. Để dính vô cái sauce của mình cho nó khỏi rơi ra nha. Màu sắc cũng đẹp nữa, hấp dẫn. Mình đè xuống như thế này cho nó khỏi rơi ra. Nãy trong này mình còn tí. Rồi mình bỏ vô mình nướng lại 5 phút nữa nha. Pizza của mấy đứa nhỏ của mình xong rồi đây. Đó, nhìn thấy hấp dẫn không cả nhà? Ngon phải không? Đó, mình để nó nguội tí xíu mình cho bé ăn ha, nóng lắm. Rồi mình sẽ cắt ra một miếng cho các bạn coi rồi mình ăn thử nha, coi như thế nào, để mình làm cho các bé ở nhà của các bạn ăn nha, thích lắm luôn. Cái này là cái hải sản của mình nè. Mình khỏi cần ra California Kitchen Pizza ha. Mình ở nhà, mình làm ăn vừa sạch sẽ, không phải chờ đợi gì hết trơn á. Mình thích ăn lúc nào thì mình ăn nha. Wow, để mình ăn thử miếng cho ngon không? Giòn ghê luôn. Mình ăn thử cái tôm coi. Cái tôm á, mình không có cho muối gì hết, mình nó vừa lắm luôn. Nó giòn sực sực vậy đó, tại mình cho đường đó. Cái coi cái crush nè. Nghe mình nhai giòn không cả nhà? Mình nó thơm dễ sợ, không có mặn nữa. Ngon quá luôn. Cái ớt chua này nó không có chín lắm, vừa chín tới thôi, tại vì mình không có nướng lâu, không xào lâu. Ngon quá đi. Đây là cái hải sản của mình nè. Đây đây đây. Bây giờ mình cắt ra thử một miếng, mình ăn thử coi ra sao nha. Hấp dẫn quá, cái mùi thơm ơi là thơm luôn, giống pizza ghê không? Tại vì mình thích ăn nó giòn, mình cắn mỏng nè. Thấy không? Để mình cắt ra mình ăn thử nha. Thơm quá. Ngon lắm. Mình cắt thử cái giòn thử coi. Giòn lắm cả nhà ơi. Ăn gì? Giống pizza ghê. Mình làm mình để ở nhà ăn như thế này á thì nó vừa vệ sinh nè ha.
mình nướng đâu mình ăn đó, mình không cần mua cái loại mà frozen đó để đông lạnh đó, nó vừa tốn chỗ nữa mà những cái đó thì nó rất là mặn nha. À, mấy đứa nhỏ ăn thì cũng không có được tốt. À, thì nhân đây má hai cũng cảm ơn Quốc nhiều nha. Má hai cảm ơn cái công thức làm bánh của con đó, má hai thích lắm. Bánh làm ra rất là ngon nè, mà dễ làm nữa, ai cũng làm được hết á. À, thì ở đây mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Và hãy làm bánh pizza cho con trẻ của mình ở nhà ăn ha. Mình chào cả nhà.